Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây đang là Club de Nuit Silat của nhà Amat. Đây là một chai nước hoa mà rất nhiều người nói rằng là nó là clone của chai nước hoa Quicksilver mà đừng mua ở kia. Và sau khi mình đăng một cái hình vui vui về em này thì cũng nhận được rất là nhiều những cái bình luận như là chia sẻ cảm nhận cũng như là cái đề nghị rằng là mình hãy làm review mùi này đi để các bạn có thêm một cái góc nhìn nữa. Và tất nhiên rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ review em nó trên cái góc độ là về mùi hương, về độ bám tỏa, về giá tiền, xem là nó với chai nước hoa Quicksilver Mountain Water kia thì chai nước hoa nào đáng mua. Và trước khi vào video thì các bạn hãy nhớ like, share và ấn vào nút chuông để nhận được những cái video mới nhất của mình. Và nếu như chưa biết mua nước hoa ở đâu thì cũng có thể tham khảo theo đường link ở phía dưới mô tả. Bây giờ chúng ta không? Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta xem qua một chút về ngoại hình. Thì chai nước hoa này so với chai nước hoa Club de Nuit Intense của nhà Amat, nó là mùi clone của chai nước hoa Queen Aventus, thì về ngoại hình thì gần như là không khác gì nhau cả, chỉ khác mỗi về màu sắc. Và bên này thì họ sẽ ghi là chữ Club de Nuit này, rồi dưới là những cái thông tin, và đằng trước thì có ghi chữ Club de Nuit Silat, rồi đây là nồng độ EDP và là dạng xịt. Và chai này là chai 105ml. Và các bạn có thể thấy nhìn thấy rằng là cái phần đằng trước của chai thì nó có cái xước xước này, các bạn có thể nhìn thấy vào trong và trông rất là ấn tượng. Và đặc biệt là cái phần nắp này thì nó rất là nặng, chai hoa này cũng rất là nặng. Hay là các bạn cầm thì nên để ý một chút, tại vì cái nắp này mình thấy là cũng hơi lỏng này, mình không biết là do chai nước hoa hay là như nào, thì cái phần nắp này mình không ưng ý cho lắm. Còn về cái phần cả thiết kế ở chai mình thấy là khá nặng, nhưng mà nó nhẹ hơn một chút thì chắc là sẽ cầm thích hơn. Đó là về phần ngoại hình. Còn về mùi hương của Silat này với chai nước hoa Silver Mountain Water, thì nếu như bạn nào chưa xem video mình review em Silver Mountain Water này thì các bạn có thể xem lại theo đường link mình gắn ở phía trên này gì đó. Trên tay mình đây thì là đây là chai 100ml, còn trong cái video mình review nó thì là 120ml. Thực chất thì mùi hương nó cũng không khác nhau lắm, nó cũng vẫn có cái lùm xùm về cái phần những năm sản xuất. Thì thôi, tạm thời cứ để gác sang một bên. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với mùi hương của Silat này. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một tông mùi cam chanh rất là rõ. Và so nó với cái Silver Mountain Water kia thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi hương ở đây của Silat này thì nó có phần sắc hơn, chua hơn và có phút chút kiểu hơi kiểu gọi là cảm giác hơi kiểu như kiểu những cái cảm giác gợn gợn như kiểu ở những cái ly soda vậy. Và cái cảm giác quan trọng nhất mà mình nhận được mà mình thấy khác ở chai Silver Mountain Water đó là cái cảm giác hơi ngậy ngậy béo béo. Thì ở chai hoa này các bạn thấy là nó chỉ có một chút ít thôi, nó khác hoàn toàn so với Silver Mountain Water. Khi các bạn xịt ra các bạn thấy cảm giác ngậy ngậy béo béo rất là thích. Và cái mùi hương, cái tông mùi mà khi các bạn xịt ra thì các bạn thấy là mùi hương của Silat này nó cũng dày hơn so với Quicksilver Mountain Water rất là nhiều. Và khi dry down xuống thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là mùi hương này thì nó có một cái cảm giác kiểu hơi kiểu gợn gợn một chút. Mình đã ngửi qua vài chai trong cái dòng Club de Nuit này thì mình thấy rằng là nó có một cái nốt hương mà mình đoán rằng là nó là hoác hương. Và những cái nhà nước hoa Trung Đông thì họ rất thích sử dụng những cái nốt hương đó để làm cho cái mùi hương nó tối hơn này, nó dày hơn này, và cảm giác nào nó cũng kiểu hơi lấn cấn một chút. Thì ở trong chai nước hoa này nó cũng có cái nét đó, nhưng mà mình đánh giá là so với cái chai Club de Nuit Intense mà clone của Club de Nuit thì nó có phần nhẹ hơn rất là nhiều. Và cái mùi hương này so với Club de Nuit kia thì nó cũng tối hơn rất là nhiều nhờ cái nốt hương đấy. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái nét béo béo ngậy ngậy hơi chua chua của Club de Nuit kia thì so với chai nước hoa này nó trong chai này nó ít hơn rất là nhiều. Và gần như rằng là mình thấy rằng là mùi hương này thì so với cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy mùi hương này nó nam tính hơn. Còn với Silver Mountain Water thì mình thấy rằng là nó béo, nó ngậy, nó nịnh mũi, nhưng mà mình cảm giác là nó có cảm giác là nó có thể là unisex, nó có thể cho cả nữ dùng được và các bạn nữ có thể sử dụng rất là tốt, nên em này thì mình thấy là nó nam tính hơn. Còn dry down thì gọi là những cái dây, những cái khoảng tầm những cái nốt chính mà các bạn cảm nhận được trong chai nước hoa này thì các bạn thấy là mùi hương về sau thì nó ấm hơn, nó ngọt hơn, nhiều cái nốt hương rất quen thuộc đó là avocado và những cái nốt như là sạn.
đó, thì nó lại có một cái phần nó hơi giống với chai nước hoa như kiểu là Dior Sauvage hay là Blue để cho nhau, mà sử dụng những cái nốt hương Ambroxan ấy, thì các bạn thấy nó quen thuộc. Còn ở chai nước hoa kia thì mùi nó rất là bay bổng, rất là nhẹ nhàng đó, thì đó là sự khác biệt về mùi hương. Vậy thì về độ bám tỏa, có rất nhiều người nói rằng là chai Christian Mountain Water này thì họ bám rất là kém, mùi hương chỉ lưu được khoảng tầm 6 tiếng quay đầu, và đó cũng là cảm nhận cá nhân của mình về chai này. Và nếu như bạn mua Silat này thì chắc chắn là bạn sẽ nhận được một cái mùi hương bám tỏa tốt hơn, khi mà trên da mình Silat nó phải bám tầm 6 tiếng đổ ra và trung bình là 8 tiếng, rất là ok so với một cái mùi hương mà có phần giống với Silver Mountain Water. Và đây cũng là một cái lựa chọn rất là tốt. Và em này thì cái độ tỏa hương của nó cũng thua so với Club de Nuit Silat, nên là về độ bám tỏa thì Silat của nhà Amat này nó là vô địch. Về phần mong cách của chai nước hoa này thì mình cũng sẽ bỏ qua, tại vì nó cũng na ná nhau ấy, nó chỉ mình thấy là mùi hương này nó nam tính hơn thôi. Còn về cái giá tiền, quan trọng nhất là giá tiền, thì như các bạn biết thì chai nước hoa Christian Mountain Water kia thì nó giá như thị trường tầm 5-6 triệu cho 100ml, khá là đắt. Còn với chai Club de Nuit Amat Silat này thì giá thị trường rất rẻ, tầm trên 1 triệu đồng, khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cho chai 105ml. Phải nói là giá nó rẻ gấp 5 lần. Nên là đây thực sự là một cái phiên bản mà hoàn thiện về mùi cũng như là về độ bám tỏa và về giá tiền hơn bản gốc này rất là nhiều. Và chốt lại thì có nên mua Club de Nuit Silat của nhà Amat hay không? Thì mình phải nói cái điều này. Nếu như các bạn mua chai nước hoa Club de Nuit Intense, đó là clone của chai nước hoa Kit Aventus, và các bạn nhận thấy cái sự thất vọng, mùi nó không được ngon bằng Kit Aventus, thì mình nghĩ các bạn nên thử thêm một lần nữa. Nếu như các bạn thất vọng, các bạn nên thử thêm mùi hương này. Thì với cá nhân mình thấy rằng là chai Silat này nó là một phiên bản nâng cấp tốt hơn rất nhiều về mùi hương, về độ bám tỏa cũng như là độ nam tính. Cái thứ hai đó là về cái giá tiền các bạn phải bỏ ra, thì các bạn chỉ bỏ ra 1/5 so với mùi hương của Kit Aventus. Còn nếu như bạn là một người mà fan của nhà Kit này, rồi các bạn thích một cái mùi hương nó sáng, nó bay bổng, nó nhẹ nhàng, thì các bạn có thể mua Christian Mountain Water. Nhưng mà các bạn chấp nhận với cái vấn đề là giá nó cao và nó độ bám tỏa nó kém. Còn với cá nhân mình, nếu như để mình kiểu hai xịt hai mùi side by side với nhau thì mình kiểu đi thoáng qua lướt qua thì mình gần như là mình rất là khó để có thể nhận biết được đâu là mùi của Silat, đâu là mùi của Christian Mountain Water. Nên là với cá nhân mình ấy thì mình đánh giá đây là một phiên bản đáng mua. Còn bạn thì sao? Bạn đã sử dụng qua hai chai nước hoa này chưa? Thì hãy bình luận ở phía dưới cho mọi người cùng biết nha. Và nếu như các bạn là muốn mình làm thêm về những cái dòng nước hoa nào giá rẻ, hay là tất cả những chai nào mà các bạn muốn, thì các bạn hãy cứ bình luận ở phía dưới. Và hãy nhớ rằng là ấn like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.